Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày mai 30 tháng 9, Đà Nẵng chuyển sang trạng thái bình thường mới trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát. Nhiều hoạt động được phép mở cửa trở lại, Đà Nẵng cũng sẽ nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa, cho phép người dân đi chợ 3 ngày một lần. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép các chợ truyền thống được hoạt động nhưng bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng, quầy hàng, có vách ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Tiểu thương và những người làm việc trực tiếp liên quan đến hoạt động của chợ phải được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, mang khẩu trang, khuyến khích đeo tấm che mặt trong suốt. Mỗi hộ gia đình được đi chợ với tần suất 3 ngày một lần và phải có giấy đi mua hàng QR code hợp lệ theo quy định. Tới thời điểm hiện nay thì trên toàn thành phố là đã có 41 chợ truyền thống đã được mở lại, với gần 1.200 hộ tiểu thương đã ra bán. Thì thực hiện cái chỉ thị 08 và công văn 6589 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho phép hoạt động lại một số lĩnh vực, thì Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo công ty quản lý và phát triển các chợ cho chợ đầu mối Hòa Cường mở lại từ ngày 30 tháng 9. Riêng chợ đầu mối Hòa Cường được phép hoạt động trở lại từ 2 giờ sáng mai nhằm kết nối và duy trì nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường, từng bước chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để tổ chức hoạt động lại chợ như bình thường. Thì trong giai đoạn đầu thì chỉ tổ chức như là một điểm trung chuyển cho các hộ tiểu thương lớn để cung cấp hàng hóa cho các chợ truyền thống. Bắt đầu họp chợ thì từ 2 giờ tới đến 7 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ. Trong giai đoạn đầu thì chỉ hoạt động trung chuyển, mà trong vòng một tuần thì sẽ có cái đánh giá lại. Sở Công Thương cùng các ngành địa phương đánh giá lại cái mức độ phòng chống dịch. Theo đó, người ra vào chợ phải khai báo y tế điện tử hàng ngày và đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, đo thân nhiệt, đeo kính chống giọt bắn trước khi vào chợ và trong quá trình hoạt động tại chợ. Để đảm bảo theo cái chỉ đạo chung là mở tới đâu là phải kiểm soát phòng chống dịch tới đó, thì trước mắt thì trong phương án thì dự kiến là dưới 10 hộ. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến sau 7 ngày khôi phục khu bán sỉ và đánh giá lại toàn bộ hoạt động, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương Đà Nẵng xem xét việc bố trí thêm số người phù hợp tham gia hoạt động tại chợ bán sỉ, đồng thời xem xét mở lại chợ lẻ trong trường hợp đảm bảo kiểm soát an toàn phòng chống dịch tại chợ.